Chị, có chuyện lớn lắm luôn á. Chuyện gì? Chị phải là bình tĩnh nghe em nói nha. Chuyện gì đâu mà dữ vậy? Chồng chị có bồ nhí á. Thôi nha, cái gì giỡn giỡn được chứ, cái này sao giỡn được em. Em không có giỡn. Chị xem đi. Trời đất ơi, chị tin tưởng chồng chị như vậy mà anh dám. Ê, chị phải cho ổng một bài học đi, chứ để chị không có được đâu. Đi. Nhưng mà khoan đã, chị tính để bộ dạng vậy đính ghen hả? Sao nay đen thui vậy? Thì đi công tác nhiều, da chị xạm đi. Nhưng mà xài mấy con body thì nó cũng không có trắng lên mấy. Hiểu rồi. Thôi vậy chị lấy cái này của em xài đi. Cái gì đây? Đây là tắm trắng cao cấp 30 giây của hot tiktoker Trần Ngọc Phương Mai á. Kiên trì dùng một tuần thôi là da đã nâng tông, bật tông sáng mịn, nó thay cho kem body luôn. Mà hơn nữa chị không có sợ phải bắt nắng. 100% là nguyên liệu nhập khẩu cho nên rất là an toàn cho da. Chị dùng đi để mà đẹp lên xong rồi đi dạy cho một bài học. Ừ, đợi chị. Dạ. Cái này là cái gì vậy? Anh ở ngoài anh đi cặp bồ nhí, anh về đây anh còn giả nai hả? Ủa giả nai gì? Còn cãi nữa hả? Bằng chứng nè. Anh đừng có biện minh nữa. Bằng chứng rành rành ra đó mà còn chối, đúng là đồ cha nam. Ủa gì vậy trời? Anh kiếm mua sản phẩm cho em nè. Ủa? Tắm trắng 30 giây nữa? Cho em. Đúng rồi. Trời ơi, thật ra là mấy bữa trước á, anh thấy em đi công tác về xong mày da đen xấu xí, nên là anh kiếm mua sản phẩm cho em nè. Này sẽ tối lắm á. Ừ. Rồi cái cô trong hình là ai? Trong hình à? Hello chị dâu. Chị dâu? Đúng rồi. Bé này em hỏi của anh á. Hôm nay qua chơi sẵn tiện đem quà cho em luôn đó. Vi, nhờ ơn của em, mém nữa chị giận chồng chị đuổi chồng chị rồi đó. Thì làm mà. Chị, chiều tối nay em đi học thêm á, cho nên là bây giờ em về em chuẩn bị đi học nha. À, anh chị ở nhà nói chuyện với em. Lắm mùa dĩ anh về đây anh còn dễ nai, còn cãi nữa hả? Bằng chứng nè.